Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiêu dùng 24/7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là những năm học đầu đời tại trường mầm non của trẻ là giai đoạn mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn một ngôi trường mầm non an toàn và phù hợp sẽ giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ là điều không hề đơn giản đối với tất cả các bậc cha mẹ. Và hiện nay cùng với quá trình đô thị hóa thì không chỉ có trường công mà rất nhiều trường mầm non tư nhân, quốc tế được thành lập. Điều này khiến cho nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi lựa chọn. Nhằm gỡ rối cho những khó khăn này thì chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay của chúng tôi đã mời đến trường quay. Xin được giới thiệu những vị khách mời. Chị Linh Chi, hiệu trưởng trường Garden. Chào MC Kim Yến, xin chào quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu chị Trầm Hương, Giám đốc chương trình tiếng Anh tại hệ thống giáo dục Sunshine Marble. Xin chào MC Kim Yến, xin kính chào các quý vị khán giả. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề có nên hay không việc cho con trẻ học tập tại trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế. Và đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được phép gửi tới chị Chi, là hiệu trưởng và là một nhà quản lý giáo dục lâu năm. Thì chị có thể cho biết là tầm quan trọng của giáo dục mầm non đối với sự phát triển chung của trẻ được không ạ? Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Và đây là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với các con, bởi vì đây là giai đoạn sẽ hình thành về mặt nhân cách và phát triển về mặt năng lực cho các con. Ở trong giai đoạn này thì các con sẽ được chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng như là kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, những cái hành vi, rồi những cái kiến thức nền tảng đầu tiên tiền tiểu học. Và cái quan trọng hơn nữa là sẽ cung cấp cho các con, hình thành cho các con cái niềm đam mê học tập suốt đời, sẵn sàng tất cả mọi cái năng lực để sẵn sàng bước vào cấp học tiếp theo là cấp học tiểu học. Vâng, và chính vì tầm quan trọng như thế này cho nên là tôi được biết là có rất nhiều vị phụ huynh cũng đang rất lo lắng không biết là mình cho con học trường mầm non như thế nào, và trường mầm non đấy thì có phù hợp với cả khả năng của con mình hay không, và con mình có hợp với môi trường giáo dục ở trường mầm non đó hay không. Thì chị có thể đánh giá như thế nào về thực trạng các vấn đề phụ huynh đang lo lắng cũng như là đang gặp phải khi mà chọn trường cho con hiện nay ạ? Thì mình thấy rằng là những cái điều mà phụ huynh lưu tâm thì hoàn toàn là chính xác. Một môi trường tốt để giúp con có một quá trình học mầm non thành công, sẵn sàng mọi điều kiện để cho con bước vào cấp học tiếp theo, thì điều đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải bàn đến là điều kiện cơ sở vật chất. Một môi trường có điều kiện cơ sở vật chất đủ đảm bảo các điều kiện để cung cấp cho con những cái điều kiện học tập tốt nhất. Thứ hai là về mặt không gian, bởi vì như các bạn biết là học sinh mầm non thì hầu hết các hoạt động của con sẽ diễn ra tại nhà trường, và trong cái hoạt động của trường mầm non thì sẽ có hai cái khung giờ mà các con sẽ được hoạt động bên ngoài lớp học, đó là cái khung giờ hoạt động ngoài trời. Còn ngoài ra các cái hoạt động khác thì hầu hết các con sẽ hoạt động ở môi trường ở trong lớp học. Cho nên cái không gian trong lớp học nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng với các con. Nó có không gian lớp học có tạo được cái nguồn cảm hứng học tập cho các con hay không, và có đem lại được sự an toàn cho các con hay không, thì đó là một cái điều kiện vô cùng quan trọng. Tiếp theo nữa là về mặt chương trình giáo dục mầm non. Thực ra hiện nay ở Việt Nam thì có rất nhiều trường với rất nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, và các bậc phụ huynh cũng cần phải lưu tâm rằng phương pháp nào sẽ phù hợp với đặc điểm của con mình. Thì đấy cũng là một cái điều mà phụ huynh cần phải lưu ý, lưu tâm. Tuy nhiên đối với mầm non ý, thì có một cái điểm mà đóng vai trò theo mình, theo quan điểm của mình thì sẽ quan trọng hơn rất nhiều, đó là cô giáo. Thứ nhất là về trình độ chuyên môn của giáo viên, bởi vì một chương trình giáo dục hay nhưng người giáo viên không thể lột tả được và không thể tổ chức cái hoạt động giáo dục đó một cách hiệu quả, thì chương trình giáo dục đó cũng không đem lại được cái sự kỳ vọng mà chương trình đã đặt ra. Cho nên cái vai trò của người giáo viên rất quan trọng. Thứ hai nữa là việc giáo viên có thể khơi gợi cho các con biết cách tổ chức và nắm bắt được tâm lý của học sinh, đánh giá được đúng năng lực trình độ của học sinh để có những giải pháp phù hợp với từng cháu. Nên là bản thân giáo viên cũng cần phải đánh giá đúng năng lực của các con, tôn trọng sự khác biệt của từng con, và đưa ra những cái giải pháp phù hợp. Thì mình nghĩ rằng là đây là những cái điều kiện vô cùng quan trọng mà khi tìm trường cho con thì các bậc phụ huynh cần hết sức là lưu tâm lưu ý. Vâng, xin cảm ơn chị Chi ạ.
Và theo tôi được biết thì từ lâu Marble Bear đã được các phụ huynh tìm hiểu, bởi vì là Sunshine Marble Bear thì luôn được đánh giá là một trong số ít những trường luôn đạt chất lượng tốt cũng như là có được những cái phương pháp giảng dạy song ngữ hiệu quả. Chị Trầm Hương có thể chia sẻ một chút về chương trình giảng dạy tại trường để cho các quý vị có thể được biết không ạ? Thì thực sự là nhìn thấy một cái nhu cầu rất là lớn của các phụ huynh học sinh Việt Nam, cho nên hệ thống giáo dục Sunshine ngay trong năm đầu tiên đã đưa ra một cái chiến lược, đó là mang đến một cái nền giáo dục song ngữ có chất lượng nhất đến học sinh và cũng như là phụ huynh của Việt Nam. Sau khi đã nghiên cứu tìm hiểu một số các chương trình quốc tế thì hệ thống giáo dục Sunshine đã quyết định đầu tư và triển khai chương trình Maple Bear của tổ chức Maple Bear toàn cầu. Thì đây là một chương trình đã được triển khai hơn 447 điểm trường trên hơn 20 quốc gia trên thế giới, và ngay cả tại Việt Nam, chương trình Maple Bear cũng đã nhận được cái sự tin yêu và sự tin tưởng của phụ huynh quốc tế và cả phụ huynh học sinh Việt Nam nữa. Thứ hai, đó là cái điểm đặc biệt khi mà triển khai chương trình Maple Bear tại Sunshine thì có hai điểm đặc biệt lớn. Thứ nhất, đó là cái phương pháp giáo dục thẩm thấu của chương trình Maple Bear, và thứ hai, đó là những cái phương pháp và những cái cách tiếp cận và cách thực hành hiệu quả nhất đã được áp dụng và đã được chứng minh qua những cái nghiên cứu và thực hành trên thực tế tại Sunshine. Vâng, tôi vừa nghe đến cụm từ là phương pháp dạy ngôn ngữ thẩm thấu đúng không ạ? Thì có lẽ là phương pháp này thì cũng vẫn còn hơi xa lạ đối với các bậc phụ huynh. Thì không biết là chị Trầm Hương có thể chia sẻ thêm về phương pháp này không ạ? Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ thẩm thấu là một phương pháp mà học sinh sẽ được tăng cường và được tương tác trong môi trường tiếng Anh trong một thời gian, và có ba cái đặc điểm chính. Thứ nhất, đó là cái thời lượng tiếng Anh. Thì đối với chương trình song ngữ tại Sunshine và với phương pháp giáo dục thẩm thấu thì các con sẽ có khoảng nửa ngày tương tác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thứ hai, đó là với phương pháp này thì khác với cái phương pháp giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh truyền thống thì sẽ tập trung vào không chỉ là ghi nhớ và từ vựng đúng không ạ, mà còn tập trung cả vào những cái tư duy bậc cao. Các con sẽ được suy nghĩ, tư duy nhiều hơn và ứng dụng những cái ngôn ngữ mà các con đã được học. Và cái thứ ba nữa, đó là hình thành một cái sự phản xạ tự nhiên. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về môi trường cũng như là phương pháp giảng dạy tại Sunshine Marble Bear, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trường mầm non Sunshine Marble Bear là ngôi trường thuộc tập đoàn Sunshine và là một trong những hệ thống đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình Marble Bear. Thương hiệu giáo dục uy tín đã thực hiện thành công tại hơn 400 điểm trường và 20 quốc gia trên thế giới. Khi theo học tại Sunshine Marble Bear, các bé sẽ được học tập trong một môi trường giáo dục tiên tiến hiện đại với nhiều chương trình học đa dạng, đặc biệt là đảm bảo sự an toàn và tôn trọng sự phát triển của từng cá nhân. Sunshine Marble Bear luôn chú trọng đến việc khuyến khích sự phát triển tự nhiên của trẻ thông qua các phương pháp giáo dục hiện đại như học qua chơi, qua khám phá và trải nghiệm thực tế, phương pháp trung tâm học tập và qua các bài học trong môi trường tiếng Anh theo phương pháp thẩm thấu ngôn ngữ tự nhiên. Chương trình giáo dục tại Sunshine Marble Bear là sự kết tinh của tinh hoa giáo dục Việt Nam và Canada, đảm bảo nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo và phù hợp. Chương trình tập trung phát triển chuyên sâu vào các lĩnh vực bao gồm ngôn ngữ Việt Anh, toán học, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật âm nhạc và hội họa, giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách với 8 lĩnh vực tích hợp. Gia đình tôi muốn tìm một ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt cho con và đảm bảo về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, về vệ sinh thực phẩm và độ an toàn. Chính vì vậy mà gia đình nhà tôi đã chọn trường Sunshine Maple Bear là trường đầu đời của bé. Sau một thời gian học tập thì gia đình nhà tôi đã thấy sự phát tiến bộ của bé. Bé tự lập hơn, thích chia sẻ hơn và rất lễ phép. Con tích cực tham gia các hoạt động và thích học hỏi nhiều hơn. Không gian tổng thể được lấy cảm hứng từ các trường quốc tế trong hệ thống Marble Bear trên thế giới, kết hợp với việc tận dụng tối đa không gian xanh, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Cho con đi học ở trường Sunshine Marble Bear thì mình cảm thấy rất là yên tâm. Việc đầu tiên là gia đình đã được cập nhật thường xuyên những thông tin của con ở trên trường, ví dụ như là sức khỏe của con này, tình hình học tập của con, cũng như là các hoạt động của con hàng ngày ở trường qua app Little Life Family. Sau đó thì mình cảm thấy cái tư duy cũng như là các cái khả năng ngôn ngữ của con rất là tiến bộ. Con cảm thấy rất là hào hứng mỗi khi đến trường, và sau khi con tan học về con cảm thấy rất là vui vẻ. Mầm non Sunshine Maple Bear Garden thì tất cả các con sẽ được học
qua trung tâm, học theo chủ đề và học trao quyền. Vì thế mà các thế mạnh cũng như là năng lực của các con sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ. Ngoài ra thì học qua trung tâm thì giáo viên sẽ có thể đánh giá được học sinh một cách chính xác nhất để có thể tìm ra được những cái phương pháp, đồ án tích cực để có thể là mang đến cho các con sự hiệu quả tốt nhất. Với phương pháp thẩm thấu ngôn ngữ thì tất cả các con sẽ được học tất cả các môn bằng tiếng Anh. Vì thế mà cái kỹ năng nghe nói của các con sẽ được phát triển vượt trội. Trường mầm non Sunshine Marble không chỉ tối ưu cho các bậc phụ huynh về chất lượng giảng dạy uy tín mà còn đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ. Chính vì những điều này mà Sunshine Marble luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh trước ngưỡng cửa đầu đời cho con trẻ. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi và những chia sẻ của hai vị khách mời, chúng ta cũng đã thấy được Sunshine Marble là một hệ thống giáo dục uy tín, chất lượng, được đào tạo chuẩn quốc tế để chăm sóc và giáo dục cho trẻ một cách toàn diện, khoa học và hiện đại. Và qua đây thì cũng mong rằng chương trình ngày hôm nay có thể tháo gỡ được phần nào những nỗi băn khoăn cho các bậc phụ huynh khi chọn trường mầm non cho con. Một ngôi trường phù hợp sẽ là nền tảng giúp cho con phát triển toàn diện và là hành trang tốt cho trẻ sau này. Nhưng không phải cứ chọn trường tốt là việc học của con đã được đảm bảo. Mà cha mẹ hãy lưu ý môi trường trong gia đình, xã hội cũng là nhân tố quyết định tới sự phát triển của trẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thời lượng chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.